Siêu thị tại gia.vn tự hào là website mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Sự ủng hộ, sự bình chọn của người tiêu dùng cùng với quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, siêu thị tại gia.vn đã trở thành thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và nhanh chóng vượt qua những tiêu chí gắt gao của ban tổ chức như tiêu chí về kỹ thuật, thiết kế, kinh doanh và tiêu chí về thực hiện pháp luật để trở thành website thương mại điện tử tiêu biểu của năm 2013. Ngày 26 tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Duy Nhân, giám đốc kỹ thuật siêu thị tại gia.vn đã vinh dự nhận giấy khen và cúp do Sở Công Thương trao tặng. Trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Trường Việt. Với website siêu thị tại gia.vn, một website mua sắm trực tuyến chính thức của công ty Trường Việt. Giải thưởng website thương mại điện tử tiêu biểu do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp cùng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương phát động. Đây là sự kiện nhằm tìm kiếm, tôn vinh những doanh nghiệp đã ứng dụng thương mại điện tử tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển thương mại điện tử của Việt Nam. Tùy theo lĩnh vực hoạt động sẽ có nhóm ngành website tiêu biểu như điện tử, viễn thông, sách, du lịch, lữ hành. Cùng với Nguyễn Kim, siêu thị tại gia.vn đã trở thành một trong hai website thương mại điện tử đa ngành tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2013. Mục đích giải thưởng là nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về thương mại điện tử, đồng thời định hướng các hình thức mua sắm trực tuyến, an toàn và hiệu quả. Doanh nghiệp và người tiêu dùng có định hướng tốt trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến.